Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục tin tức Cbiz. Triệu Lệ Dĩnh, đại sứ lận đận nhất của Dior. Ngay từ khi nhậm chức, Triệu Lệ Dĩnh đã liên tiếp gặp vận xui và trở thành đại sứ gây tranh cãi nhất từ trước tới nay của nhà mốt Pháp. Những ngày vừa rồi, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành tâm điểm chú ý của các tín đồ thời trang xứ Trung khi Dior chính thức thông báo cô trở thành đại sứ thương hiệu của các hãng tại khu vực Trung Quốc. Vậy là cùng với Angelababy và Hoàng Hiên, Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao tiếp theo được nhà mốt lừng danh nước Pháp chọn mặt gửi vàng tại thị trường đông dân nhất thế giới. Trên cương vị đại sứ mới, hiển nhiên là Triệu Lệ Dĩnh đã diện hàng loạt thiết kế từ Dior và không khó để các tín đồ thời trang phát hiện ra cô đã đụng hàng với rất nhiều sao nữ đình đám khác. Chúng ta hãy cùng thử điểm lại những màn đụng hàng trong trang phục Dior của Triệu Lệ Dĩnh và các người đẹp khác để xem cô Triệu nổi bật hơn hay bị lép vế nhé. Triệu Lệ Dĩnh đã có vô số màn đụng hàng trong trang phục của Dior và cựu đại sứ Lưu Dược Phi. Cách phối đồ, kiểu tóc, tạo dáng có thể giống nhau, nhưng xét về khí chất và thần thái, Triệu Lệ Dĩnh có lẽ còn thua kém đàn chị một bậc. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Dược Phi cùng lựa chọn một mẫu áo khoác da khi mix cùng với váy áo thướt tha. Mẫu váy trên của Triệu Lệ Dĩnh cũng giống với mẫu váy mà Hoắc Tư Yến từng mặc. Triệu Lệ Dĩnh và Vương Tử Văn cũng từng có những màn đụng độ trong nước, đơn cử là với mẫu váy cúc ngực đơn giản màu đen này. Một bên thì súng xính gợi cảm đi dự sự kiện, một bên lạnh lùng cá tính trong cách chụp ảnh tạp chí. Mẫu váy nhung đỏ mà Triệu Lệ Dĩnh diện cũng từng được hàng loạt các ngôi sao như Trương Bá Chi, Cảnh Điềm, Su Ly và Vương Lạc Đan khoác lên mình trước đó. Với mẫu váy da cá tính này thì Triệu Lệ Dĩnh đã đụng độ với cả loạt những người đẹp như Đường Yên, Su Ly, Lâm Tâm Như, Dung Tổ Nhi, Lưu Dược Phi, Dara, Vương Tử Văn và Cảnh Điềm. Kể từ khi nhậm chức, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành vị đại sứ gây tranh cãi nhất từ trước tới nay của Dior. Và ngay khi cô được tuyên bố là đại sứ mới, việc này đã tạo nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội và các trang báo thời trang xứ Trung. Phe ủng hộ nói rằng Triệu Lệ Dĩnh có chỉ số thương mại cao, lượng fan đông đảo, hình tượng ngọt ngào tươi trẻ, phù hợp với Dior và mục tiêu của hãng. Phe phản đối lại đưa ra rất nhiều chỉ trích. Dior ngày càng hạ thấp giá trị, Triệu Lệ Dĩnh vóc dáng không cao, tỷ lệ không tốt, khí chất không phù hợp, khác biệt với phong cách thanh lịch, tao nhã vốn có của Dior. Khi lên đường tham dự Paris Fashion Week, nữ diễn viên còn bị cư dân mạng chê ăn mặc lộn thuộm. Ngay sau đó, vận xui cũng tiếp tục đeo bám Triệu Lệ Dĩnh khi cô bị một trang tin tức nước ngoài chú thích nhầm tên thành Vương Tử Văn. Dù rằng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cuối cùng Dior cũng đã lựa chọn cho mình gương mặt mà hãng tin tưởng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu trong tương lai Triệu Lệ Dĩnh có thể tạo nên một đột phá mới hay không nhé. Và sau đây chúng ta sẽ cùng xem thêm một số hình ảnh của nữ diễn viên trong trang phục của Dior.